đi Thái Lan mà không mua đồ ăn Thái là thôi đi về dùm luôn đi chứ đừng có ở Thái Lan nữa. Chào qua đi Kha. Nhìn là biết mới đi về quê về rồi đúng không? Thì hôm nay sẽ là cái hôn ô về của tụi mình. Đúng thì rồi. Tụi mình chỉ đi có 4 ngày 3 đêm nhưng mà thật ra là đi mua sắm hết ga thì chỉ có 3 ngày thôi. May là đi có 3 ngày thôi chứ mà đi hơn thì không biết như thế nào luôn. Lúc đi thì 8kg, lúc về 20kg. Rồi hôm cái hôn này rất là nhiều, chắc nửa tiếng quá thì tụi mình sẽ hôn mỹ phẩm trước nha. Sương sương như đây thôi, cũng không nhiều. Không có nhiều. Không có nhiều nha mọi người. Ý là bình thường á, tụi mình đi qua Icon Siam á thì nếu mà đi đúng tàu á là chỉ 10 phút thôi. Nhưng mà nhờ ơn chị Tiên á là tụi mình được đi nguyên một vòng con sông Chambraja, ngược dòng thời gian để yêu anh đồ đó mọi người. Là thấy cái quầy chung Samon đối diện với Sephora, thôi mình tụi mình xà vô. Cái đang ngồi đứng coi mấy cái cushion này thì thiệt ra là cái cushion này là mình có tính mua review cái đợt mà review cushion á, nhưng mà đặt không có về kịp hay là không có đặt luôn. Cái đang đứng coi cushion này thì cái chị bán hàng chị đánh lên mặt mình mấy cái mà cái mũi là mũi sập nha. Đúng đánh rồi. Xong cái mình I buy it. Đó thì em này là Essential Skin Nude, cái phiên bản long que và mình dùng là màu light. Thì á, mình đã thử trong những ngày sau đó đi Thái Lan rồi và mình cảm thấy thật sự thích em này luôn. Và mình khuyên là mọi người rồi hãy mua em này giùm tôi đi. Nó rất mỏng nhẹ và nó che phủ lỗ chân lông của mình siêu đỉnh luôn. Mặc dù thì những cái vết thâm thì chắc chắn là sẽ không che được hết rồi. Kiểu như nó sẽ làm da bạn đẹp như là da bạn vốn đẹp như vậy. Và nó rất là lâu trôi và bám cực kỳ tốt. Mình đi trong cái thời tiết là nóng nực của Thái, nhưng mà lúc mà cuối ngày và nhìn lại cái khẩu trang á, thật sự là nó cũng không có dây dính ra quá nhiều và mình không có phủ phấn nha, hoàn toàn không phủ phấn luôn. Thì em này lúc mà đánh lên thì nó sẽ mát và tiệp hoàn toàn vào da. Mình cực kỳ khuyên mọi người là chờ hãy mua em này giùm tôi đi, rất là tuyệt vời. Giá mình mua 700 mấy, được 2 lõi, kèm thêm một cái vỏ cushion nữa. Phiên bản giới hạn màu đỏ. Nhưng mà cái vỏ đó không biết sao mình gái không có vừa cái lõi, có thể là da mình xôi. Nhưng mà nói chung mà rất là ưng ý khi mà tìm được một em rất là tuyệt vời như vậy luôn. Còn mình á thì cũng dạng sân si khi mà thấy chị Tiên mua I buy chơi xong Me buy. Cái là mình cũng thích cái hộp này lâu lắm rồi nè. Thì cái này nó là foundation nhưng mà nó sẽ là ở trong một cái hộp giống như cushion vậy đó. Thì cái này là cái sản phẩm makeup nền đầu tiên của Chung Semon luôn. Và nó có rất là lâu rồi, từ 4-5 năm trước rồi đó mọi người. Thì tới bây giờ mình mới có dịp là thử ở ngoài store và mình test màu các thứ. Thì lúc mà cái chị staff ở đó mọi người chỉ thử lên trên da mình, mình cũng quá thích luôn. Kiểu nó rất là tiệp da, nó rất là tự nhiên, mỏng nhẹ nhưng mà nó vẫn che phủ khá là ổn nha. Che phủ từ hơn trung bình một chút xíu, nhưng mà gọi là che phủ hoàn toàn á, che phủ cao thì không. Nhưng mà nó rất là thật da, nó nhẹ, nó rất là dễ chịu trên da luôn. Và cái ngăn bên này á, là kem nền á, thì mình sẽ ấn vào thì cái kem nền nó sẽ chảy ra. Và ở bên tay trái này á, là một cái ô che khuyết điểm dạng kem. Thì cái ô che khuyết điểm này á, chẳng thấy bình thường thôi, không có đánh giá cao. Nhưng mà cái kem nền này thật sự rất là đỉnh luôn. Thì mọi người có thể là dùng cọ hoặc là dùng mút đi kèm để tán đều được nha. Khuyết điểm của cái em này á, là cái hộp nó hơi bị cồng kềnh, không có mang theo đi khắp mọi nơi được. Về độ bám á, thì nó sẽ không lâu trôi bằng cái cushion của chị Tiên. Nhưng mà đối với Trang thì nó cũng khá là ok rồi, vì nó nhẹ mặt đó mọi người. Cái này á, thì Trang mua bằng giá của chị Tiên là khoảng 700 mấy và nó không kèm lõi review gì hết. Nhưng mà bù lại khi mà mình mua bên đó là mình sẽ được thử màu cho đúng nè. Rồi mình sẽ được tặng rất là nhiều sample nữa. Và tụi mình mua trên 2000 bạc thì được refund nữa mọi người. Tiếp theo là chuyên mục đi ngang thấy dễ thương nên mua và chưa xài luôn. Thì ra chỉ có xài cái clear gel này rồi. Clear brow gel. Thì em này là hãng Chamis Thái luôn. Thì mình thấy mấy cái hộp packaging nó dễ thương lắm mọi người. Ở đây là có, tụi mình có mua một cái em chì kẻ mày. Ở đây có ghi là chống thấm nước luôn và đầu chì là 1.5mm nha mọi người. Thì tụi mình đều mua cái màu á, là màu ashray. Đó thì tụi mình cũng chưa test nữa, chị test thử. Trời, ở đây ghi nè, không vón nè, rồi lâu trôi và bám tới 12 tiếng nè. Mà đặc biệt là siêu rẻ luôn á, không nhớ nhiều nhưng mà nhớ rẻ lắm, nhớ mấy chục. Rồi còn cái clear brow gel này thì mình có xài rồi. Thì em này á, so với lại những cái brow gel khác mình đã xài thì mình thấy là nó dựng tốt hơn. Tại vì cái chất nó sẽ hơi giống như cái chất hồ, chất keo đổ mọi người. Thì nó sẽ dựng cái lông mày mình tốt hơn và nó tách được cái lông mày mình nó ra thì nhìn nó sẽ fluffy hơn một xíu. Em này thì cũng rẻ luôn nên là mua cũng có mấy chục ngàn hả. Thì tiếp theo là mình có má hồng Thái Lẻn nha.
Thì ở đây mình có hai cái, một cái là dạng phấn của cái hãng tên là Nari, chắc là đọc là Nari quá, không biết Nari, Naren nữa. Thì cái hãng này là của Thái và nó cái packaging này kia chẳng thấy nó cũng khá là giống cái hãng For You Too á. Nói chung là cũng na ná nhau thôi. Và cái bảng màu trời ơi nhiều lắm, quá mắt luôn, nó lên tới ba mươi mấy màu luôn, má hồng ba mươi mấy rồi. Màu không chịu nổi luôn. Nhưng mà Trang để ý một điều á, là bên Thái á mọi người rất là thích cái má hồng mà có nhũ nha. Thì của Trang á là màu số 07, là một cái màu kiểu cam gạch á. Thì mọi người một cái điểm lưu ý á, là khi mà dùng má hồng Thái á, là nhớ là đánh nhẹ nhẹ thôi, xong rồi muốn đậm thêm á thì hãy lấy thêm, chứ mà lấy một cục luôn á là rất là khó tán. Thì cái em này được cái là chất nó rất là mịn luôn, và packaging nó cầm nó cũng nặng tay, nó cũng chắc chắn chứ nó không có bị rẻ tiền. Và giá thì cũng hình như có mấy trăm mấy không nhớ nói chung là cũng không nhớ, mấy chục bạc hay là trăm bạc gì đó, nói chung cũng rất là rẻ mọi người. Rồi tiếp theo là chuyên mục đi ngang thấy xinh thì mua, nhưng mà không biết là mua một tặng một. Cái chị nhân viên phải nói lại One more. Cái là hai đứa sẽ lựa thêm. Thì tụi mình lựa một cái em của For You Too. Thì hãng này là có dùng má hồng nhiều rồi. Lần này thấy hãng ra cái dòng má hồng dạng lỏng, dạng kem. Thì mình mua là mình mua màu 04. Thì màu này như là một cái màu kem đất vậy mọi người. Nhưng mà không thích là không thích cái cọ. Nó hơi nhỏ như là sơn móng tay vậy, đánh nó không có đã lắm. Được cái bám lâu. Thì lại cái chuyện rất là xinh xắn luôn và dễ thương. Mà mua một tặng một tính ra có mấy chục ngàn, 50-60 ngàn một chai à. Thì cái của Trang á là màu 03, nó là một cái màu cam đào rất là xinh, rất là phù hợp cho những bạn mà thích make up kiểu tỷ Trung Quốc nè, hoặc là make up kiểu Hàn cũng được, nhẹ nhàng xinh xắn. Cái hãng mỹ phẩm Thái Lan này á, Trang rất recommend mọi người á là ghé Watson hoặc là If and Boy, là những cái chuỗi kiểu siêu thị mỹ phẩm của Thái Lan á. Thì mọi người vào đó sẽ tìm được rất là nhiều sản phẩm với giá phải chăng và có nhiều chương trình sale giá rẻ nữa. Cái này á là dạng eyeshadow base của hãng Brow With by Nong Chat. Thì cái eyeshadow base á, nó sẽ là dạng một cái kem lót cho mắt, nhưng mà Trang thích ở cái điểm này á, là em này nó sẽ có một tí nhũ nữa, nên là nếu mà bạn nào mà thích cái style kiểu clean girl makeup á, kiểu không có muốn đánh màu mắt đậm á, mà muốn kiểu cái bầu mắt mình nó ống ánh ống ánh và nó căng bóng á, xinh xắn một chút á, thì mình có thể là dùng cái eyeshadow base này thôi. Và ngoài ra cái tác dụng của eyeshadow base á, nó sẽ giúp cho cái phấn mắt nó bám tốt hơn và lên màu rõ và đẹp hơn nữa. Thì em này Trang nhớ cũng đâu khoảng 120-130 gì, nói chung là rất là rẻ luôn á mọi người. Thì nó có hai màu, một cái là màu nhũ hồng, cái là nhũ vàng, nói chung là cũng tùy mọi người chọn, thì Trang chọn màu nhũ hồng. Rồi tiếp theo là một phát hiện mới, nghĩa là đồ Nhật bên Thái bán rẻ hơn đồ Nhật ở Việt Nam, nhưng đồ hàng bên Thái lại bán mắc hơn đồ hàng ở Việt Nam. Nên là mấy bạn qua thì thích mỹ phẩm Nhật thì nên mua, đặc biệt là những hãng của Sezen rồi Kiss Me, Can Make bán rất rẻ luôn. Cái này là thấy đẹp thì mua. Nói chung là có 100 bạc một cây, là tính ra là khoảng 70 ngàn một cây thôi. Đó nên là mình thấy rẻ quá mình mới mua. Và cái cây này á, nó còn quảng cáo nó ghi là mask proof nữa, mask friendly gì á, là không có bị lem nữa. Thì Trang mua màu 06. Mình mua màu 03, là một màu cam. Cam đất. Đó. Cam nâu đồ đó. Thì em này nó chất nó sẽ là tin bóng mọi người, mà thấy tin lâu nha. Kiểu như đi ăn đồ ăn rồi đeo khẩu trang rồi tùm lum tà la, mà cuối ngày nhìn lại vẫn còn tin rất là. Và nó nhẹ môi, nó không có bị khô, không dính luôn. Mà thấy nhỏ gọn lắm nè, bỏ vô túi cũng được. Nói chung bất cái xuyên thì cũng nhàm chán thôi, không có gì đặc biệt, nhưng mà nó rất là nhỏ gọn. Và của Trang màu 06 thì nó ghi là màu pink page. Lúc mà Trang dùng á thì Trang nghĩ là ủa nó phải là màu kiểu hơi nút hồng không, nhưng mà không, lúc mà trên môi Trang á thì nó ngã sang màu cam đất hơn. Thì chắc là tùy sắc tố môi của mỗi người, nhưng mà màu này thì Trang thấy rất là xinh, đó là cũng là màu mà Trang đang dùng ở trên môi mọi người. Kiểu nó sẽ hơi be be nè, và nó hơi nâu, nó sẽ chầm chầm, nó không có bị ô về, nó không có bị beige hồng. Và đặc biệt đó là kiểu nó không có transfer ra mọi người, ý là lúc mình để tay lên á thì nó sẽ dính ra một chút xíu lớp bóng thôi, và nó không có bị lem nhem gì hết. Nói chung là rất là ok luôn. Bây giờ đang kiểu hối hận tại sao không có mua thêm mấy màu nữa, mua hết luôn. Tiếp theo là một đống dưỡng thể ô về. Trời ơi, nhiều lắm, bên đó bán Vaseline đó, tụi nó là đổ đóng luôn. Vaseline rất là nhiều loại luôn mọi người. Và ở đây là Trang mua hẳn 4 loại luôn để về thử nha. Thì cái chai mini này là Trang mua ở trong 7-Eleven. Và hai cái này thì Trang mua ở trong siêu thị hay Watson gì đó, Trang không nhớ nữa. Nói chung là 7-Eleven cũng có đó mọi người. Thì nó đều là những cái dòng dưỡng thể luôn, nhưng mà cái chai nhỏ nhỏ mà chị Tiên đang cầm đó, nó thuộc cái dòng tên là Superfood Fresh Lock.
là nó kiểu cũng làm sáng da nhưng mà nó sẽ có chiết xuất trái cây gì đó, đào rồi cranberry này kia các thứ. Còn mà cái loại mà Trang đang cầm bên này á, thì đã thuộc dòng Glutathione, là nó có glutathione nè và hyaluronic acid. Thì cái tuyết này á, là dùng vào ban đêm overnight nè mọi người, nó kêu là gấp 10 lần tinh chất, giúp dưỡng sáng da, trắng da gì đó. Cũng có niacinamide nữa nha. Còn cái tuyết này là dạng bịch nè, nó khá là phù hợp để mình đi du lịch á. Thì nó tên là Dewy Radiance, thì mình có thể là dùng ban ngày được. Và nó có ghi là Serum Burst Lotion. Thì cái bịch này á, thì nó cũng có niacinamide, glutathione nè. Nói chung là cũng những cái thành phần dưỡng sáng da. Nói chung cái dòng này thì nó sẽ tập trung như vậy. Và Trang nhớ là có một cái tuyết là chỉ có niacinamide không nữa đó, nhưng mà Trang thấy tuyết bự thì nó to quá, mang về Việt Nam nó hơi nặng, nên là Trang mua những cái chai nhỏ nhỏ này dùng thử xem sao. Và để Trang test rồi có gì Trang sẽ review ở trên Instagram của Trang sau cho mọi người nha. Mà nó rất là rẻ luôn, tính ra mỗi cái bịch này rất là rẻ này. Cái bịch này là khoảng 20-30 ngàn thôi. Còn mà cái chai này mua một tặng một, hình như là tính ra vị trí mỗi chai khoảng 70 ngàn thì phải. Mua một tặng một, nhưng mà cái chai này là khoảng 100 baht, nên là tính ra mỗi chai 50 baht. Trời ơi rất là rẻ luôn mọi người. Còn chai này là 80 baht nè. Nói chung là mỗi thứ có mấy chục ngàn là rất là rẻ. Rồi tiếp theo á, là mình có mua thử một em Nivea. Thì Nivea Việt Nam nó không có cái này, cái dòng này, và mình thấy là Nivea bên Thái nó cũng có nhiều mùi khác rồi. Cái phần, nói chung là cái phần bên Thái cái gì nó cũng nhiều hơn Việt Nam hết trơn, nên là cái nào mà Việt Nam không có thì mình sẽ mua. Thì em này là Overnight Care, cái này thì nó không có mineral oil, thì mình sẽ sử dụng và review cho mọi người sau ha. Thì trong em này là có lavender nè, rồi dòng Overnight Care nên mình nghĩ là nó sẽ dưỡng môi nhiều hơn những cái dòng trước. Ngoài ra thì có một cái cây mascara này mình mua ở trong Don Kimon. Thì cái Don Kimon là ở Sing cũng có mà ở Thái cũng có, mà ở Thái đặc biệt có một cái mall bự ô dạ luôn, rất bự luôn. Nhưng mà mình mua em này là ở trong MBK hả? Đúng rồi, ở MBK. Thì đây là một cái mascara của hãng Deja Vu, và dòng này là cái dòng Tiny Sniper. Thì mình thấy là cái cỡ nó rất là nhỏ xíu, hơi khó chảy một xíu, nhưng mà sẽ phù hợp vô mấy cái ngóc mắt và cho mấy bạn thích chảy tách từng sợi mi á. Cong thì không cong nha, nhưng mà tách mi rất là tốt và chải tơ rất là tơi mi. Thì em này mình mua là 300 baht, là nhiêu ta, chắc 200 ngàn á. Trăm mấy 200, rồi sẽ dùng thêm và review sau. Rồi đi Thái á, mọi người đừng có qua mua dầu, mua mấy cái đồ hít hít đồ mọi người. Thì em này là cực kỳ trân trọng giới thiệu cái hũ hít của Hong Thai Brand. Thì nha, nghĩa là mọi người sẽ quen thuộc với lại cái cây hít này đúng không? Thì cây hít này là cho những bạn mới nhập môn. Bạn nào mà nhập môn lâu rồi mà hít cái này không phê nữa thì chỉ có cái hũ này đảm bảo phê luôn. Thì trên này nó có một cái túi dược liệu. Thì một cái hũ này mình dùng rất là lâu, mình dùng được khoảng 1 năm mà hít vẫn còn mùi. Thì mọi người cứ xem coi là đô mình tới đâu, đô mình nặng quá thì hít luôn cái hũ cho rồi. Thì cái hũ này mình mua nguyên một lốc 12 hũ ở trong cái chú ở dưới tầng trệt Bixi á. Bixi Super Center hoặc là 7-Eleven cũng có. Xe quẩn cũng có, mà xe quẩn thì bán lẻ. Thì bạn nào hít thì mua một lốc về hít cho đã ha. 450 baht, 12 hũ, vị chi là chỉ có khoảng 30 ngàn một hũ thôi. 20-30 ngàn một hũ. Đó, khuyên mua nha, cực kỳ khuyên mua nha. Rồi, ngoài ra là có cái mask drop này đó. Bạn nào mà say xe đồ nè, mà dù như cứ hít cái hũ hoài thì kỳ đúng không? Nhỏ thẳng vô mask luôn, bịch vô mặt, hít rất phê. Nhưng mà em này thì nó, thì lúc đầu cái hương đầu nó sẽ là mấy cái mùi min, mùi bạc hà đồ mọi người. Nhưng mà cái hương cuối nó sẽ là mùi dầu thơm. Thì mình không thích cái mùi này, ý là sẽ tùy mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là những cái bạn mà hơi say tàu xe thì sẽ hợp với cái mask drop này hơn. Đó, thì bạn nào mà cần nó thì cứ nên mua đi, rẻ dữ lắm. Rồi, và cuối cùng là cái này thì mình có mua ở trong Watson. Thì mình thấy bên Thái nó có khá là nhiều những cái sản phẩm support cho phụ nữ lúc mà bị tới mùa dâu mọi người. Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái loại miếng dán. Thì mình mua cái loại miếng dán này là nó sẽ giúp giữ ấm vùng bụng và vùng lưng. Thì bạn nào mà tới ngày tới dâu mà bị đau bụng đau lưng đó, thì cứ tối đi ngủ dán cái miếng này rất là đỡ luôn. Kiểu như là nó sẽ giúp bạn giữ ấm cái phần bụng và nó sẽ làm cái cơn đau nó đỡ đi. Thì trong những cái ngày ở Thái mình rất là xui thì mình dính nhau đó, thì mình mua cái này mình dán thì buổi tối ngủ rất là êm, rất là ngon. Và sáng đi bộ 20 mấy ngàn step vẫn không thấy đau bụng đau lưng gì hết, đau chân thôi, chỉ đau chân thôi đó. Thì bạn nè cũng có thể tham khảo em này ha. Trang với chị Tiên đã xong phần mỹ phẩm rồi á, thì mình lạng qua ba cái đồ linh tinh khác nha. Thì ở đây là một cái đồ linh tinh nhưng mà giá trị cũng khá là cao.
mới tới nơi dứt một cái hết 1.000 bạc. Cái này là sản phẩm mà mình mua đầu tiên luôn ở Thái, thì nó ở trong cái mall Em Quartier và cái shop nó tên là Another Story, thì tụi mình sẽ review trong một cái vlog sau á. Thì cái này á, nó là thuộc cái hãng tên là NK Amsterdam, thì nó bán những cái đồ decor mọi người. Thì nó có bình hoa, gương, rồi rất là nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà gương á, Trang dù Trang rất là thích, nhưng mà nó hơi không phù hợp để mình xách về á, kiểu bỏ vali này kia nó dễ bể nữa. Giá cũng hơi mắc. Giá hơi cao nên là Trang mua cái này. Thì đây là một cái khay, nó kêu là cái tray. Thì cái này là giá 950 bạc, là tính ra là khoảng 600 mấy. Nhưng mà cái chất liệu của nó là hình như là gớm á mọi người, nhưng mà nó rộng ở bên trong nên là nó không có bị nặng quá. Thì để kiểu quay clip hoặc là mình để decor, mình trang trí hoặc là mình làm đồ lót ly cũng được. Nói chung là rất là xinh. Thì bạn nào thích những cái đồ mà decor mà xịn xịn nè, rồi nhìn nó chính lạ hãng rồi đó, chính hãng nè đó, thì có thể ghé cái tiệm Another Story đó để xem thử nha. Rồi, mở màn cho những sản phẩm thời trang. Thì Trang có cái ví của Vivienne Westwood. Thì thật ra là lúc đầu Trang tính ghé đây là Trang mua cái dây chuyền của một người, nhưng mà sold out hết rồi. Nên là Trang nhìn qua cái quầy ví thì nó đang được sale. Và khi mà mình xem cái ví này thì nó được sale 50%. Thì nói chung á là nó tầm khoảng 6-7 ngàn bạc gì đó, mà nó sale còn khoảng 4.300 bạc thì phải. Thì tính ra tiền Việt á, lúc mà Trang coi trong thẻ của Trang á, là nó tính khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu đó cho một cái ví như thế này. Thì cái ví này á, nó là ví dài như thế này nha mọi người, nên là để tiền rất là thoải mái nè, và nó rất là nhiều ngăn luôn. Bên trong á là nó còn ba cái ngăn nhỏ nữa, rồi ở đây có nhiều ngăn, rồi ở ngoài có ngăn để mình có thể đựng những cái thứ linh tinh nữa. Nha tiền mọi người, đây là tiền xu friendly nha. Thì cái chất liệu của nó là bằng da bò nha, và cái màu nó là dạng màu gold, nhưng mà nó dạng nó ngã sang màu đồng một chút á, nên là nhìn nó rất là lạ luôn. Và cái ví của Trang thì nó cũng cũ rồi nên là Trang mới mua. Nói chung bạn nào mà chuẩn bị đi Thái này mà muốn mua ví của Vivienne Westwood á thì nên ghé xem thử nha. Tại thấy Trang thấy sale nhiều mẫu lắm, và sale rất là nhiều luôn á mọi người, trong Central Embassy nha mọi người. Tiếp theo kỷ niệm mua dép rất là buồn cười. Đang đi ăn trong cái chợ chợp phe á, ăn xong rồi cái đang đứng coi dép, coi giày này nè, tại vì thấy ào mua xám trời luôn, mua ô về luôn trời ơi gì đó. Đó cái xong rồi cái thôi đứng không lẽ đứng chú mua xạm ta một tiếng đồng hồ mà không có mua gì cho người ta kỳ. Cái hai chị em mới mỗi đứa thử đôi dép và đứa thấy đẹp thiệt mọi đúng người. Rồi ý là nhìn nó như vậy rất bình thường, nhưng mà lúc mang vô trời tự nhiên mang vô sao thấy ủa sao đẹp quá, cái mỗi đứa xách đôi đi về. Thì một đôi là 490 bạc và có rất là nhiều mẫu, và cái chất liệu nó là ở dưới là như nó dạng đan cối mà cái đế nó ghi là chống trượt luôn, đế cao su chống trượt luôn nên là giá nó sẽ hơi cao. Và cái phần dây nó giống như là dạng dây thừng của mọi người, mà kiểu nó được đan như thế này nè, nó mang được rất là nhiều kiểu luôn, mình có thể mang như sandal hoặc là mang như dép. Trang thấy rất là xinh á, và với cái giá này á thì nó cũng không có quá đắt á, tại vì đồ handmade hết luôn á mọi người. Và thật sự á là Trang chỉ tiên đi vòng vòng trọt phe á thì cái thấy cái quầy này á là kiểu đúng chuẩn là đồ local Thái và đáng mua nhất ha mọi người. Đây nó được đi kèm một cái túi có thêu chữ của cái sạp á nè, thì tụi mình sẽ để cái tên của cái hãng đó để mọi người vào trọt phe mọi người có thể mua thử nha. Theo là một đôi giày sandal mình đã mua trong những ngày cuối cùng mình ở Thái, thì đó là của cái hãng Jelly Bunny. Thì mình nghĩ là hãng local Thái luôn, nhưng mà họ sẽ bán ở trong mall thì giá nó sẽ cao hơn một xíu, là nó sẽ khoảng cỡ giá nó sẽ khoảng từ 1 triệu trở lên. Thì may không biết hơn sao có đi mall mà sale cái thích, cái lúc đó là Trang chỉ mình cái đôi giày đó, cái mình thích quá, tại vì kiểu như là nó sẽ hơi dạng hơi chân kỳ một xíu, mà cái màu, cái phối màu rất là xinh. Thì lúc mà cầm trên tay hình như là 1.600 mấy bạc á. Thì sao cái đeo chân, cái lộn mang chân thấy đẹp quá, cái thôi nhắm mắt mua đại luôn. Thì thành ra sẽ thêm 30% Thì mình thấy là mang nó khá là êm á. Nó sẽ không có êm như là những cái đôi đi chuyên dụng khác, nhưng mà nó đẹp và nó êm nên là mình rất là thích luôn. Thì mình sẽ chèn hình cho mọi người coi, thì hôm nay quên mang em đó qua rồi. Thì bạn nào mà thích giày nè, hoặc là thích túi, ở đó không cũng có túi xinh. Đúng rồi, túi rất xinh nhưng mà túi sẽ hơi cao nha. Túi nó sẽ rơi vào khoảng từ 2-3 triệu. Nhưng mà Trang thấy cái hãng Jelly Bunny này nó sẽ là một cái kiểu mang rất là đậm nét của Thái là nhiều màu sắc nè, và nó dễ thương. Và nó, nếu mà bạn nào mà thích những cái style mà minimal, tối giản, trầm tính á thì chắc là không hợp brand này. Có một số đồ quần áo ở đây rất là hên sao, tự nhiên đi Bixi lại là một câu chuyện hên khác. Tự nhiên thấy
thấy cái quầy này nè mọi người đó. Nó mới mở thôi, nó mới mở dưới tầng trệt, nó bày ra nó bán outlet cái thằng kia, nó cái nó để là áo 990 bạc xuống còn 290 mà mua 4 tặng 1 nữa. Cái hai chị em nhào vô, vô. bằng kỳ cái là vừa hai chị em vừa nhào vô xong cái tự nhiên quá trời người mua luôn. Xong rồi cái rất là nếu mà vì đồ outlet là nó sẽ không còn nhiều size và không còn nhiều mẫu, tuy nhiên thì ráng lựa thì vẫn được đồ. Đúng ok rồi. Mình thì mua cái túi này có 100 bạc một đúng túi rồi. À giá gốc là 500 mấy chục bạc á, mà thấy đẹp với lại xinh, bộ sách đồ được rất là nhiều luôn. Hãng này tên là Beverly Hills Polo Club. Đó thì nó cái trademark của nó là con gấu. Con gấu này nè mọi người, rất là xinh luôn, và Trang là đắm chìm trong quầy áo phông. Thì t-shirt của nó là sẽ có những cái hình in và chữ như thế này nè mọi người, rất là nhiều màu, nhưng mà Trang lựa cái màu này á, là màu kiểu màu cà phê sữa, và áo là size M. Còn cái màu xám này á, sẽ là size L, thì Trang mặc sẽ kiểu như là oversize á. Và cái chất liệu của nó là 100% cốt tông, và nó sẽ dạng thun nhưng mà nó mềm mịn mà nó mỏng mát nha. Chứ không phải là dạng cái thun dày cứng á, nên là Trang mặc Trang cảm thấy rất là dễ chịu. Và cái độ hoàn thiện thôi khỏi nói rồi, tại vì cái áo thun này á, lúc mà chưa sale á, là 990 bạc đó mọi người. Là 700 ngàn á, là khoảng 700 ngàn cho một cái áo này á, và lúc xe thì chỉ có 290 bạc thôi. Và nếu mọi người mua 4 á, sẽ được tặng 1, là tính ra là còn rẻ hơn nữa. Mua 4 tặng 1 là any item luôn, nghĩa là mình mua 2 cái quần thì Trang mua 2 cái áo, cái kiểu lấy thêm cái áo thun nữa. Đúng rồi. Tiếp theo nếu mà mọi người có đi siêu thị để mua quà cho người thân á, thì có thể ghé là Big C Super Center nha. Mọi người có thể ghé vào để mua đồ. Thì ngoài những cái bánh kẹo mà lát tụi mình sẽ nói á, thì mọi người có thể lên tầng trên để rất là nhiều giày dép Thái luôn. Giá cũng rất là rẻ, khoảng từ 100 mấy đến 200 mấy một đôi. Mà mọi người biết là dép Thái là đang rất là bền rồi. Thì còn có quần áo nữa. Thì lúc đó là Trang cũng vội vội cho mua dép cho cháu của Trang á. Thì Trang cứ đi ngang qua, Trang thấy có quần short này nè cũng xinh, khoảng 120-130 gì đó. Nhưng mà chất rất là dày dặn luôn, rất là xinh. Thì quần này mà ở Việt Nam á, là nhiều khi những local brand sẽ hét giá lên 200 mấy, 300 một cái quần. Thì cái quần này cái chất nó là dạng nỉ da cá, nhưng mà lúc mà mình giặt xong nó sẽ mềm mại hơn. Nhưng mà coi nè, cái lưng thun cho tới cái dây cho tới cái độ, nói chung là cái kết quả hoàn thiện của nó, độ hoàn thiện của nó rất là cao, mặc vào khá là xinh, nó không có bị ngắn quá. Có nhiều màu lắm, thì mọi người có thể lên Big C, mọi người tha hồ mua. Thì cái quần này là Trang mua để mặc ở nhà thôi, và mặc với cái áo thun này cũng được. Đó, thì tiếp theo là Trang với chị Tiên á, có ghé Alien. Thì Alien á là một cái dạng kiểu cái cửa hàng, nhưng mà sẽ ký gửi rất là nhiều hãng thời trang Hàn Quốc. Thì nó có cả quần áo và phụ kiện như là túi nè và nón nữa. Thì Alien nó có một cái ở Icon Siam và một cái là ở Siam Center. Thì cái ở bên Icon Siam thì chắc chắn sẽ nhiều đồ hơn một chút xíu thì phải. Giá của những cái đồ ở đây thì sẽ rất là cao, tại vì nó là đều đồ nhập từ Hàn Quốc. Mà như mọi người biết là bên Thái mà bán đồ Hàn Quốc nó sẽ mắc hơn rất là nhiều. Đó, thì ở đây là Trang mua được một cái áo này. Thì cái áo này là Trang có mặc để đăng một cái reel trên Instagram của Trang rồi. Thì áo này nó là dạng len móc của mọi người, và nó có pha một chút xíu thun, nên là nó coi dạng thoải mái và là free size. Thì cái màu của nó là dạng màu vàng chanh, mà nó nhạt nhạt á mọi người, nó hơi ngả màu kem một chút xíu. Và ở đằng trước nó sẽ may dính vào rồi, nên là nó sẽ không có phải là cài nút gì hết. Nên là khi mà mặc áo này thì mọi người nên mặc một cái bra top ở bên trong nha. Đó, thì áo này nói chung là mua rất hài lòng, giá thì khoảng 600-700 gì đó. Và tiếp theo là tụi mình có ghé một cái kiểu dạng như một cái shop ký gửi. Thì Trang thấy là bên Thái Lan là rất có nhiều cái dạng như vậy luôn á. Là một shop nhưng mà sẽ có rất là nhiều brand bên trong đó. Thì tụi mình có ghé một cái shop tên là Jess. Thì cái shop này ở sẽ ở trên, nó ở kế cái khu Siam Center thì phải. Đúng không? Siam Square. Đúng rồi, nó sẽ nằm trong mấy cái sỏi. Sỏi 5. Cái sỏi là hẻm á. Sỏi 5. Khu Siam Square. Đúng rồi, Siam Square. Thì cái này là tụi mình đi theo một cái review của Bella. Bé Bella Trương. Đó. Thì cái dress này á, lúc mọi người vào á thì mọi người sẽ thấy là một cái đồ nó khác hẳn luôn. Tại vì Trang biết á là ở ngoài chợ Chatuchak này, hoặc là chợ Phe, hay là một số chợ khác của Thái Lan, hoặc là một cái số shop khác của Thái Lan á, sẽ bán đồ tao bao và dập mát lại. Tại vì kinh nghiệm mua đồ nhiều là mình nhìn vào là mình sẽ biết á. Nên là lúc mà Trang ghé vào dress á thì Trang thấy sẽ là một cái không gian khác hẳn luôn, vì đa số nó đều đồ local Thái luôn nha mọi người, local brand của Thái, nên là giá nó sẽ cao hơn một chút xíu, nó ngang ngang những cái đồ local của Việt Nam á.
thì Trang và chị Tiên cũng mua được khá khá. Thì Trang có mua được cái áo này là cái áo duy nhất còn lại luôn. Thì chị này là chị Tiên chỉ Trang nha. Nó rất là đẹp á. Nó là dạng len thun nhưng mà cái móc của nó rất là lạ luôn á. Nói chung là nhìn nó rất là lạ, nó có cái phần cách ao ở đằng trước như thế này nè. Thì mọi người có thể phối với chân váy hay là áo hay là quần jean gì đều được. Thì cái áo này á là 890 bạc, là khoảng 600 mấy á mọi người. Nói chung là cũng không có quá đắt á, tại vì cái chất lượng của nó rất là ổn luôn, rất là xịn, cầm vào rất là xịn luôn. Và ngoài ra là Trang cũng mua một cái quần, tại vì lúc mà đi á không có mang theo một cái quần nào hết, mà đi bôn nữa là đi xe máy nữa thì mặc quần cho nó thoải mái á, thì Trang có mua được cái quần này. Cái quần này á thì Trang mua size M và giá hình như là khoảng 1.200 hay 1.100 gì á. Đó là tính ra là khoảng 700-800 một cái quần. Hơn chứ, khoảng 800 một cái quần. Nhưng mà cái vải của nó rất là thích luôn. Cái vải của nó rất là ngộ luôn á mọi người. Sờ vào nó rất là mát, rất là dễ chịu. Và cái form nó cũng đứng nữa, nó không có bị dày, không có bị nóng. Và là dạng quần ống rộng nha, nên là mặc rất là thoải mái và dễ chịu. Nó có cái màu dạng màu xanh rêu nữa, nhưng mà Trang mua màu kem này cho dễ mặc đồ. Và mình cũng có mua một cái đầm màu hoa vàng. Thì mình để hình cho mọi người coi, từ cái đầm nó dơ chưa kịp giặt. Trang ơi, tự nhiên lúc đó là có rất là nhiều đầm hoa, mà tự nhiên mình cầm cái đầm nó lên cái mình thấy cái vải nó khác liền. Kiểu nó sẽ nhung nhung nhưng mà nó không có bị dày như là cái vải nhung thuần túy, chứ không biết tả sao, nhưng mà có là cái vải mà sẽ không có bị nhăn á, mặc lên rất đẹp luôn. Thì kiểu như mấy bạn mà hơi bự bự như mình mặc lên cũng rất là vừa, rất là xinh. Thì mình mua cái đầm đó là như 990 bạc, thì tính ra là khoảng 700.000 Việt Nam, mà cho cái giá của cái đầm đó thì đây cũng không tới 700.000, nó có 650 thôi. Với giá cái đầm đó thì mình cảm thấy rất là ưng ý luôn. Ngoài ra thì tụi mình cũng có đi vô một cái tiệm gọi là Matchbox. Thì cái tiệm rất là nổi bật, nó rất là màu hồng rất nhiều, và nó sẽ bán rất là nhiều đồ của local Thái. Thì cái style nó sẽ hơi lè lè một xíu. Nhưng mà lên cái khu trên lầu á, tầng 3, thì mình có thấy mấy cái quầy mà bán áo len đó mọi người. Thì mình có mua cho chuyến đi hè sắp tới thì mua được hai cái áo này, thấy xinh quá là mút luôn chứ không có suy nghĩ gì hết. Chứ cái áo mình đang mặc ở đây thì đều là những chất vải rất là đẹp, mặc rất là êm và dày dặn ha. Thì cái này là mua có 460 bạc thôi, chỉ có 300 mấy chục ngàn đó. Cả hai này thì mua hết hình như có 800-900 bạc gì, tính ra cũng rẻ mà được chất lượng nữa, rất là thích luôn. Thì bạn nào mà thích thì có thể ghé cái này Matchbox để cho mọi người. Và cuối cùng thì có một cái cửa tiệm khác là nó tên là Frangacorn. Thì nó cũng sẽ bán quần áo nhưng mà sẽ bán ít hơn, và chủ yếu là đồ stationery. Trời ơi, mấy má nào mà mê stationery đề nghị là vô cái tiệm nó liền nha, nhiều lắm. Mà kiểu như là đồ nó rất là đẹp á, và là những cái bạn artist của Thái, các bạn nó vẽ và làm. Thì mình có mua một cái túi này là để mình tặng, thì đồ trong đó thì thật ra là giá hơi cao chứ cũng không có rẻ gì đâu, nhưng mà cầm lên là xịn. Thì đây là một cái túi ha, của cái hãng này là T&T Things đó, thì nó rất là xinh, nó sẽ là kiểu gì nè mọi người. Đặc biệt một cái là những cái túi vải canvas của Thái, vải canvas nó đều dày dặn hết và đứng form nó rất là xinh luôn. Thật sự là tụi mình cũng rất là thích túi, nhưng mà vì túi quá nhiều rồi không thể mua được thêm túi nữa, chứ túi bệnh xinh lắm. Đúng rồi, mình kiểu bình thường á là Trang cũng không thích mua những cái túi tote hay canvas đâu, nhưng mà lúc mà vô đó trời ơi nó rất là xinh. Nói chung là phải kiềm chế dữ lắm mới không mua mọi người, tại do là nhiều túi rồi chứ không mà cũng mua rồi. Ngoài ra thì cái chỗ Dress có bán cái túi da denim gì đó. Đúng rồi, Dress có bán một cái túi cũng local brand cũng khá là nổi mà Trang quên mất tên rồi. Thì nói chung là những cái shop mà Trang với chị Tiên đã mua đồ thì tụi mình sẽ để cái địa chỉ, thông tin ở phía phần mô tả video để mọi người tiện tham khảo nha. Và cuối cùng mọi người không thể nào bỏ qua được nha. Đi Thái Lan mà không mua đồ ăn Thái là thôi đi về dùng luôn đi, chứ đừng có ở Thái Lan nữa. Đây, Cha Mượn. Một cái friend mà Trang đã đọc sai từ lúc về cho tới lúc về. Đây, đầu tiên là Cha Mượn nha. Trang mua rất là nhiều loại nhưng mà Trang để cho người thân bớt rồi. Thì ở đây là Trang có 3 loại. Loại này là loại kiểu signature của hãng luôn, là với cái màu đỏ. Màu đỏ với màu này, là cái này là green tea mix.
đó là trà xanh nha. Thì lúc mà Trang uống á, Trang rất là ghiền luôn. Tại vì có 40-50 hạt là tính ra bao nhiêu, có khoảng 40.000-50.000 một ly mà cái ly nó bự như vậy nè. Xong rồi có green boba, mọi người rất là nên thử nha. Cái chân trong màu xanh lá rất là ngon luôn. Đó, thì trà của cho mữa nó sẽ là cái style kiểu thơm trà nhưng mà nó không có bị chát và cũng không có nổi là quá đậm á. Thì mọi người uống buổi tối hay là uống ngày 2 ly thì tối về mọi người vẫn ngủ được, không thì có sao. Ly vẫn được mọi người. Đó, thì nó cũng không có phải là ngọt quá nữa, mọi người còn có thể điều chỉnh được bức đường nha. Trang rất là thích luôn, Trang với chị Tiên rất là mê. Và lúc mà mua về thì Trang mua cái green tea mix và cái loại mà Trang cũng uống bình Thái, nó rất là thơm và nói chung là thích lắm. Thì cái loại này là cái lá trà thông thường nên là mọi người recommend mọi người nên mua thêm cái lưới lọc trà của Cha Cha Mũa bán luôn. Hoặc là mua bên Việt Nam cũng được, nhưng mà Trang thấy ở đó tiện nên là Trang mua luôn. Và ngoài ra là Trang mua thêm cái loại là trà ô long nhưng mà nó mix với lại cánh hoa hồng để uống thử coi nó như thế nào, nó có thơm hoa hồng không. Còn cái loại tiếp theo á là cái loại trà thái xanh, trà sữa thái xanh. Nó là dạng bột thì mình chỉ cần pha ra thôi, nhưng mà cái loại này thì Trang không recommend tại vì Trang uống thử rồi thì Trang thấy nó không có thơm trà bằng cái trà thái xanh Trang uống bên Thái, mà kiểu nó thơm sữa hơn á, giống như là sữa mùi trà xanh á, kiểu như green tea. Đúng rồi. Thì hơi thất vọng nhẹ một chút xíu nên là Trang recommend mọi người là chỉ nên mua trà thôi, đừng có mua những cái loại dạng trà sữa như thế này, nó uống sẽ không có được ok lắm nha. Rồi, và tiếp theo á thì bạn nào thích bento thì qua bển cứ mua thiệt nhiều cho mình đi, nó rẻ kinh khủng á mọi người. 12 bịch này chỉ có 48 bạc thôi, là tính ra chắc có 30 ngàn 12 bịch, trời ơi mọi người rẻ lắm luôn á. Nhưng mà thì bạn nào không ăn cây nhiều nó muốn màu xanh thì màu nó có rất là nhiều mùi, thì mình chỉ recommend là mọi người mua màu xanh này với cái màu đỏ này thôi. Màu xanh này nó sẽ cây dịu đồ đồ đó, chứ đừng có ô về mua màu cam màu đen gì về ăn cây mệt lắm. Thì nó sẽ bán version nhỏ và version bự thôi, mà cứ vô cái quầy bento là cứ mua hết về đi, ở trọng toàn nói tiếng Việt thôi, những người Việt Nam vô là toàn mùi sâu mang về. Thì ở đây là Trang có mua thêm nữa nè, cái này là cá mà kiểu cá sợi á mọi người. Thì Trang mua hai loại, một cái loại là màu cam này á là barbecue, và một loại màu đỏ này á là hot chili. Thì Trang chưa có ăn thử nhưng mà thấy chị Tiên á khen rất là nhiều, nhưng mà đó Trang có ăn rồi sao, nói chung Trang lâu quá Trang không nhớ. Đó thì Trang cũng mua khá là nhiều nhưng mà Trang cho người thân bớt rồi, ăn ít thôi, ăn nhiều quá nổi mụn. Nói chung là mấy cái snack bên Thái là mọi người nên mua nhiều, tại vì giá nó rất là rẻ hơn Việt Nam mà rẻ hơn nhiều lắm. Đúng luôn á. Còn có một loại là me không hạt nữa, nhưng mà Trang cũng cho người ta mất rồi. Thì cái me không hạt nó rất là ngon luôn, nó 50 bạc một bịch, thì Trang mua đâu 6-7 bịch gì đó. Thì nó rất là ngon tại vì nó là me không á, nó không có ấy đường ở ngoài á và nó không có hạt nữa, là mình ăn vào á nó sẽ kiểu tròn vị me Thái. Trời ơi nó rất là ngon, rất là nghiền. Và ngoài mình chỉ tiên buy one get one free, thì cái này nó giống như là một cái đồ cho tourist đó mọi người. Nó sẽ là một cái hộp mà nhiều cái hũ gia vị nhỏ nhỏ, bên trong rất là dễ thương á. Bên trong sẽ có tiêu, đường, muối, rồi bột ớt. Thì tất cả những cái đồ snack này tụi mình đều mua ở tầng 1 của Big C ha. Thì mọi người đi Thái nhất định phải dành một buổi ghé Big C mua snack về, thì rất là nhiều snack ngon mà rất là rẻ luôn. Quá dài rồi, cái video này quá dài rồi, thì tụi mình split end ở đây. Và hy vọng là sẽ cập lại một cái video clip sau. Hy vọng là qua video này mọi người sẽ tham khảo được là nên mua gì khi đi Thái Lan nha. Rồi nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Big C Coffee và follow Instagram của tụi mình. Hẹn mọi người ở vlog Thái Lan nha.